Yo, và chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ chơi một con game gọi là mới trên kênh của mình đi. Ok, nó tên là Spellbook Demon Slayer. Thì game này nó cũng kiểu giờ chơi kiểu survival giống Potato thôi. Thì mình sẽ bắt đầu luôn các bạn nhé. Mình cũng mới cài cách đây một hai hôm, chưa biết là chơi như nào. Cứ thử vào xem như thế nào đã. Đây hình như là lựa chọn đồ hay là cái gì đây. Đây mình, tức là tiếng Anh với các thứ là mình không rành lắm, nên là gọi là cứ lấy bừa thôi nhá các bạn nhá. Cái này như kiểu là best cinematic for action, tất cả cái gì đó. Sao gọi là cứ lấy bừa, cái này như kiểu phép ấy nhở. Library hay cái gì đây. Thôi lấy cái này đi. À mình điều khiển bằng bàn phím. Ok, chơi thử xem nào. Bắt đầu nào. Hai mươi đam. Quả game này nhìn hơi khó nhìn nhỉ. Kiểu mỗi cái chỗ nhân vật nó bắn được là sáng rồi, còn lại nó tối tối. Ấy, lên được một level này. Đam này. Lấy cái này. Lấy thử cái này xem nào. Cái này là bắn lửa. Bắn lửa cũng được. Nói chung là cũng được. Con này là con to à? Con này là quái to này. Ok. Tập trung giết con này đã, xem được cái gì không. À, được cái hòm kìa. Nhìn giống trong kiểu Vampire Survival ấy, cũng được cái hòm ấy. Base Dam. Dam của cái lửa. Cái kia như kiểu cái boomerang ấy nhỉ. Hay là cái gì nó ném ra ấy. Lại con nữa. Con này không biết bắn xong được hòm không. Con này thì không được hòm. Ấy à, mất máu. Lại con nữa. Ba con quái to à. Lên level này. Cái con game này thì khi mỗi lần các bạn lên level, các bạn nhìn cái đống chỉ số thông số của nó dưới này, rất nhiều luôn nhá. Rất nhiều luôn. Knockback cộng 13, cắt attack speed. Thôi lấy thử speed đi. Con game này nó rất nhiều thông số luôn ý. Ok ok. Vô. Hình như ở trên cái chỗ quy e cái là cái gì ra. E cái không biết là cái gì nhá. Quy e là cái gì nhỉ. Quy e cái là cái gì ta. Lại một con to nữa kìa. Con nấm to kìa. Xem nào. Cái này là cộng 1. Cái này base dam này. Thêm thêm 5 dam nữa. Bắn sau này chắc chắn là được hòm này. Con này mình thấy to này. Thế nhưng con vừa đấy là không được hòm. Ấy. Spell project cộng 1. Ok. Cái này như phải trụ hết 20 phút thì phải. Nếu như đúng là như vậy thì phải trụ hết 20 phút đấy. Thế thì kiểu cũng giống Vampire Survival nhỉ. Vampire Survival cũng phải trụ hết 30 phút. Siêu, này nhiều khiên nhỉ. Còn cái này như kiểu exposure equation, kinh nghiệm. Trên này có cái gì đây? Có cái gì mà sáng choang như vậy? Ui, cái này đã bắn mình này. Tốt thôi.
chơi luôn. Cố gắng né cái đạn nó ra. Hình như phải trụ hết thời gian ý. Nó cái thời gian nó chạy kìa. Cái hồng hồng này. Đàn béo quá nhở. Có cái xanh xanh này như kiểu cái gì ấy nhở. Như kiểu cái của mình ấy. À tăng tốc độ, tăng tốc độ. Khi mà vào trong đấy thì mình sẽ được tăng tốc độ. Cái này là cái gì ta? Base dam. Không biết là cái gì thôi, cứ lấy base dam thì cho chắc chắn. Ờ cái này là thêm 3% dam này. Project bia thêm 1 này. Cái này dam beauty elite cộng 50% này. Dam 25% này. Đấy, cái này ngon này. Cộng dam. Ôi giời, lại con to kìa. Mana Jumper kìa. Ok, Mana Jumper nhá. Giết mày luôn. Trâu thế. Bắn mãi không chết ạ. Trâu vừa thôi chứ. Ờ lấy cái nào lên nhỉ? Lấy thử cái này xem nào. Ui cái này phun lửa à? Nhìn ghê phết nhỉ. Lại mất máu ạ. Con chó này là mình rất bực nhá. Mất mấy máu với con chó này. Mấy con chó sói chạy chạy này. Ui giời phun lửa kìa. Nhìn phun ác luôn ý. Ôi mỗi lần phun được có mấy lửa? 10 lửa. Hơi yếu, hơi yếu. Ok, lên thêm Never này. Max HP cộng 20%. Cộng một giáp. Cũng được. Mình sẽ trâu bò hơn một chút đấy. Rồi, làm gì tiếp theo làm đi. Ôi con gì kia, nhìn to thế. Còn vác cả dìu luôn ạ. Vác dìu luôn, cho nó cẩn thận. Nhìn hoành tráng đấy. Không biết nó trâu bước nào nhỉ. Ok, giết mấy con này đáng. Cho nó đỡ vướng đã, rồi giết con to cái sau. Trâu thế nhỉ. Ok, cái thổi lửa, cái thổi ấy phết đấy. Hay phết đấy. Mỗi lần nó thổi được có 15 lửa thôi nhưng mà nó thổi nhiều lần đấy. Cho nên là cũng khá là hay. Mãi không chết con này ạ. Trâu thế nhờ. Khỏe thế, khỏe thế. À được cái hòm ngon. Lên level à. Mình nghĩ là cần thêm một chút tốc chạy đấy. Cái gì kia, cái gì kia. Ây à, mất máu. Bình tĩnh các chú, bình tĩnh. Ây à, đau quá. Xét này. Xét tím ạ. Nhìn xịn xò con bò thế nhở. Nào được cái hòm nào. Xét này. Lấy thêm xét nữa không? Xét nữa đi. Từ từ vào lấy cái hòm đã. Bọn quái này đông quá. Đây rồi, đây rồi. Ok, lấy cái này nữa này. Bọn này đông và hung hãn thế nhở. Ok, ok, bình tĩnh, bình tĩnh. Mình có hai set. Một set tím và một set xanh. Mới lại cái bắn đỏ đỏ cái như kiểu boomerang cái phun lửa. Rồi lên level tiếp này. Cut speed. Cái này là đam một set à. Cái này có bách cộng 13, máu cộng 13. Cũng được trâu thêm một tí nữa đấy. Ôi lại con chó, lại con chó xoáy này. Con này trâu lắm. Trâu dã man luôn ấy.
mình đi đến cuối map rồi, lên lên trên thôi, xong rồi bị nó dồn đấy, bị nó dồn là không thoát được đâu. Cố gắng đừng để bọn quái nó ép. Mấy cái trò kiểu này nó hay ép mình vào cái kiểu dồn vào mình một đường ấy, xong rồi quái nó spawn ra nó sẽ dồn mình để mình bị chết. Ờ cái này phải đam xét đi nhỉ, 10-15 này. Này được một cái hòm nữa này. À, thêm một cái set nữa này. Thêm một cái set xanh nữa khá ngon. Mỗi lần giật được 3 cái set. Thêm một cái set tím nữa là 4 cái. Đỉnh phết. Mình toàn chơi bằng set luôn ạ. Nhưng mà đam cảm giác vẫn hơi bé các bạn thấy không? Đam mình cảm giác mình vẫn hơi bé đam đấy. Chưa có nhiều đam lắm. Ôi dồi ôi, lại cái bắn đạn. Lại phải chủ hết thời gian trong này à? Ai à, mất máu ạ. Lên level này. À, set lên 20 này. Base dam. Set lên lên đi. Mình thấy cái set là giật sướng ấy. Chạy đi, đừng để nó đừng để nó dí, đừng để nó dí. Ai ôi. Thế mà mất máu ạ. Lừa vãi trưởng. Rất lừa chứ. Ok, chạy ra cái trụ xanh kia đã. Cái trụ này đỏ đỏ này là cái của bọn quái. Còn cái trụ xanh này như là cái của mình như sao ấy. Cái nó hỗ trợ mình ấy. Đấy, tăng tốc độ bắn này cái gì này. Ủa đồng thế. Bắt đầu thấy đông rồi đấy. Phút thứ 9 phút thứ 10, còn 11 phút nữa. Nhả mấy cái bọn này ra. Ôi giời lại con to nữa. Máy trưởng thật. Xin chúng mày đấy. Đông vừa thôi. Úi sửa lách, úi sửa lách. Lách tốt. À được cái hòm này. Ờ cast speed dash project đam 30%. Lấy thử đam xem nào. Set cộng 1. Bây giờ đang lên 14. Ok. Cái này thì mỗi cái vũ khí, mỗi cái mà mình lấy set, ví dụ như set là nó sẽ có một cái đam riêng của nó. Thế là mình phải nâng từng cái một chứ không thể nâng chung được. Khá là mất thời gian đấy. Mất rất nhiều công sức để nâng được đống đam của từng cái lên đấy. Ôi mấy con này trâu thế nhở. Bắn không xuể luôn này. Sau mấy đam mà không còn thua. Rồi chết được một con to này. Chết thêm một con to nữa này. Lên thêm một level này. Set tím thêm một set tím này. Ôi quái mới à. Nhìn khỏe thế. Trông dữ dội vậy. Lại con bắn đạn xuất hiện kìa. Ôi lại con quái to này. Wilkie này. Thôi lên lấy cái hòm đã. Lên ăn cái hòm trước. Set còn một thêm set nữa này. Set tím này. Nâng set tím lên này. Ôi ảo thật đấy. Bắt đầu thế đông đông rồi đấy. Mà quái nó còn khỏe hơn nữa chứ. Ui, ui, đông dã man ạ. Nhưng mà mình có mấy cái set cũng được ấy. Cái set như cũng khá là to, đam khá là to đấy. Max HP và giáp này. Cái này tốc độ và tốc độ của tốc độ của đạn ấy. Mới lại 20% range. Còn này là kinh nghiệm, còn này là máu và giáp. Máu và giáp đi, cho mình trâu hơn một tí. Ai mất máu à. Đồng thế nhở. Ai ôi mất máu rồi. Bắt đầu đông rồi đấy, bắt đầu đông rồi đấy. Lên level này. Xem có gì ngon không. Khi bạn né tránh sẽ cộng một cái giáp à.
mana 500 summon dam upgrade will. Thôi, lấy cái này đi. Ủa đồng thế, đồng thế. Đồng thế. Đông vậy. Set cộng 1. Set version cast speed. Ok. U sổi giật này. Set giật sướng thế. Ôi nó giật kìa. Set giật sướng thế nhở. Ôi con này trâu, con này trâu lắm, con này trâu lắm. Phát 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 đây, phát 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 đây. Con vừa ra cái trâu lắm, con Beauty cái đồng trâu lắm. Sao mấy lắm mà mấy con quái quăn thế nhở. Đông thực sự đấy. Cú thứ 8 ạ. Cú thứ 8 mà khó chơi thế. Đông vãi trưởng. Ôi giới hạn map rồi, giới hạn map rồi, chạy xuống thôi. Ôi ra thêm con boss mới kìa. Quái mới này con này trâu thế nhở. Con Guilty vừa nãy mình còn chưa giết cơ. Ờ lên thêm ra vờ nữa này. Ờ cái này xung quanh, cái này set cộng 1. Lấy thêm set đi. Né né ra nhá, mấy con kia nó bắn đạn nữa kìa. Ui set nó giật kinh thế nhở. Nó cảm giác kiểu gì nó vẫn không ăn thua. Ôi mấy con đá này trâu lắm. Mấy con đá này trâu vãi nhái à. Giật mãi không chết kìa. Xét nó giật mãi không chết luôn. Đấy di chuyển kéo tí, chuyển kéo tí. Ôi dồi ôi. Ôi mất máu kìa, mất máu nhiều thế. Chuẩn bị lên dưới map rồi. Chạy xuống thôi. Cái này thêm một. Cái spell xung quanh chậm hơn à. Con này spell thêm một. Cái này set thời gian cooldown giảm xuống. Ok lấy cái set này ngon này. Tốc độ. Tốc độ. Ờ lấy tốc độ đi. Mình cần một chút tốc độ nữa để cho nó nhanh hơn đấy. Mình chạy nhanh hơn đấy. Cứ chạy chậm quá bọn quái đuổi kịp là cũng hơi bị khốn nạn đấy. Ai à, đau thế nhở. Làm gì mấy anh đâu mà mấy anh động vẫy em cứ như gì ấy. Xuống cái này có cái mũi tên vàng là cái gì này. Chú chăm à cái hòm. Demon Stroke. À làm chậm quái à. Ui đông bọn này thế. Làm sao thoát được đây. Ôi lại còn con này nữa. Ôi đông thế. 6 phút nữa. Lên lấy cái hòm đã, lên lấy cái hòm đã. Đây rồi hòm đi rồi. Lên level. Set này. Ok này. Từ từ sang. Không lấy được nốt cái hòm kia rồi. Trên này đông quá. Ôi bên này nó còn có boss nữa. Ờ cái này đi. Đông dã man ạ. 5 phút nữa. Khó sống thế nhở. Ui 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 dã man thế nhở. Ui cảm giác bọn này nó trâu dã man các bạn ạ. Mấy con này trâu cực kỳ luôn ấy. Lên level này. Book duration, duration cộng 1 HP 3 giây. Action lấy cái hồi máu này đi. Mình đang cần cái hồi máu này lắm đấy. Ui chạy chạy chạy. 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 Giờ chạy càng nhanh càng tốt. Ui. Ui giật đam to phết đấy nhưng mà không đủ trâu để đứng solo bọn này được. Này còn bắn đạn nữa hỏi chấm.
Mày bắn đạn tao, tao chạy. 4 phút rưỡi nữa. Thời gian ơi, hãy xin hãy trôi nhanh lên. Trời ơi, đông dữ mày. Ai à, mất máu ạ. Nó lại còn bắn đạn nữa, khốn nạn thật chứ bọn này. Quái đã đông rồi lại còn thích chơi bắn đạn ạ. Chơi thế ai chơi lại đây? Của nhà chúng mày tết. Ai ôi, mất máu. Đông tết rồi. Ôi lên được tí level này. Mana, speed, range speed, move speed, cast speed, blaze speed, ok đây cái này. Tăng tốc độ chạy lên này. Chạy nhanh hơn đi cho nó, cho nó phê. Ô con này trâu thế nhỉ. Giật mãi không mất máu này. Ghê thực sự. Cái kia nó vẫn bắn hay sao? Vẫn thấy nó phụt phụt kìa. Ừ nó vẫn bắn này. À phải giết quái thì nó mới hết thì phải. Úi giời, né mấy cái viên đạn này ra. Không mất máu đấy. Úi giời ơi, mình không chạm vào là được. Không chạm vào là được. Cố gắng lên, cố gắng lên. Hơn 3 phút nữa. Nhưng mà đông quá. Đông không chịu được ấy. Con này còn có boss nữa. Khó vậy, khó vậy. Khó vậy, khó vậy. Bên này cũng có boss. Ôi giời ơi, sao lắm boss thế. Ai à. Ai lên được level này. À, tốc độ bắn này. Cái này là cái gì đây? Lightning's in import. Lấy cái này đi. Ây à, đau quá. Mấy con này trâu thế. Cái trụ kia nó vẫn chưa bị giết. Ây ôi, mất máu nhiều quá. Ây ôi, lại cái viên đạn kìa. Đông quá, đông quá. Đông quá các bạn ơi. Hơn 2 phút nữa. Liệu có trụ được không đây? Liệu Dương có trụ lại được hơn 2 phút nữa không đây? Cố gắng lên. Ủa, đồng dã man ạ. Đồng thế. Ủa, đồng lắm, đồng lắm. 1 phút 57 giây nữa. Bên này tháng hơn một tí này. Ôi dồi ôi, sao lắm boss thế này. Nhìn lắm boss thế. Từ nãy giờ không ăn được một cái gì để mà lên level ấy. Rồi giật tung bộ này rồi. Ok lên level này. Cast speed spell cộng 2. Spell cộng 2. Ok lấy cái này trước. Ok. Xem lấy cái nào nào. Cái này spell lên 28. Thời gian cooldown giảm 0.2. Ok và set rồi đi. Mana speed knockback. Máu. Ôi lắm hòm thế. Lắm hòm thực sự luôn. Spell xung quanh cộng 1. Lấy cái này đi. Spell cộng 2. Đam cộng thêm này. Lắm hòm thế. Đam set tím. Set tím. Spell đam multi cộng 10%. Xung quanh lấy 11. Cái này 11 rồi, cái này 10. Thôi lấy tím đi. Nào thử xem nào. Còn hơn 1 phút nữa cơ mà. Đam cộng 25%. Ok. Ôi nó giật này. Ôi nó giật này. Ôi dồi ôi. Ôi ôi. Nhìn sợ dã man. Bắt đầu giật. Giật sướng này. Còn hơn 1 phút nữa cơ. Cố lên, cố lên. Ôi con ngựa kìa. Con ngựa kìa.
Giật con ngựa đi. Giật đi, giật đây, đừng để nó tiếp cận mình. Giật đi, giật đi. Con ngựa này có cả khỉ thế này, ngựa này. Con ngựa trâu thế. Con ngựa như kiểu bắt cuối nhỉ. Đam à? Hay là máu đây? Máu và dép đi. Mình cần trâu hơn một tí đấy. Ôi nó giật. Ôi nó giật. Ui rồi nó xét nó giật này. Xét nó giật bọn này kinh khủng luôn đấy. Từ từ mình cần phải hồi máu một chút. Bình tĩnh thôi, cắt chế. Cắt chế bình tĩnh thôi. Market về multi 3 giáp. Trẻ từ size 50%. Đam cũng 25. Ờ mấy cái này đi. Hòm này. Con ngựa chết rồi. Con ngựa chết rồi. Con ngựa chết rồi thì ok. Ok con ngựa luôn. 9 giây nữa. Sắp win rồi các bạn ơi. 4 giây nữa. 2 giây. Ok win. À không, chưa win. Warring báo động này. Hình như có một cái gì đó sắp chuẩn bị xuất hiện đấy. Cái này là battle thời gian. Lấy thử cái đồng hồ đi xem nào. Rung động tất cả à? Ôi có cái này là cái gì đây? Tốc độ di chuyển à? Đam cộng 15. Mới sai cộng 10. Lấy thử cái này xem nào. Ôi dã man thế, dã man thế. Cái này cộng 1. Ôi lại lên level tiếp này. Base dam. Crit. Crit mình đang là có bao nhiêu đấy? Crit mình đâu nhỉ? Crit 18% à? Base dam mình đang là 120. Tăng thêm đi. Ôi tưởng mà trụ hết từng kia là thắng rồi. Nhưng vẫn chưa thắng à? 20 phút mà. Ui giờ thì nó giật bá đạo thế. Xét nó giật kìa các bạn kìa. Nhìn xét kìa. Nhìn cái xét kiểu mê luôn ý. Ui rồi, ui rồi. Ôi ác, ác dã man ạ. Giờ có liên sướng thế. Nhưng mà mình tưởng vừa nãy đánh xong cái kia là thắng rồi chứ nhỉ. 20 phút mà. Vẫn còn tiếp theo nữa cả. Di chuyển cẩn thận một tí, dính lên đạn của nó đấy. Mất nhiều máu phết đấy. Giật hết đấy ăn. Giật con này đấy ăn. Mấy con bắn đạn này có chịu thế nhở? Ui mấy cái tiền xét này nó giật điên đảo luôn ạ. Spell burn. Ui boomerang tím à? Ghê nhở. Ôi mấy con to này. Ôi thế giờ thời gian lại chạy ngược lên kìa. Vừa nãy thời gian thì chạy ngược xuống. Bây giờ thời gian lại chạy ngược lên. Thế là như thế nào nhỉ? Chưa hiểu lắm, chưa hiểu lắm. Trời ơi đam. Đam lại thêm này. Thêm đam này. Nào bọn quái làm gì được vào nhau nào. Ôi lại có trụ bắn tiếp này. Giết 300 quái. Phải giết 300 quái thì cái trụ này nó mới bị biến mất. Ok. Giết 300 quái luôn. Còn hơn 200 con nữa. Ok ok, làm gì nào? Giết xong cái trụ này thì được cái hòm đấy, nên là cố gắng lên. Ui, boss này. Mấy con Wesley này, con Gain này. Ui sử giật, ui sử giật. Mấy con này giật trâu thế nhở. Ui dù trâu dã man ạ. Còn hơn 100 con quái nữa. Nhiều thế. Đông dã man. Ba mấy con nữa thôi, cố lên. Ôi hai con bắt hai con quái to kìa. Ôi tự nhiên vẫn máu ạ. Lên level, lên level. Cái speed dam space dam cộng thêm này. Giật đê, giật đê. Giật đê, giật đê. C
chết, giặt đi. Đừng để cho chúng nó sống. Giặt đi. Ôi, mấy con này giờ diễn chỉ được cái viên viên kim cương vàng thôi, chứ không được hòm nữa. Ui, ui. Ui, ui. Giết hết, giết hết. Nhặt cái hòm đấy đã, nhặt cái hòm đấy. Tránh ra cho nhặt hòm nào. À, quái 9 trên Free Zone 3. Cái này là tránh à? Còn này là gain, có cái này là giảm máu quái khi mà đánh con quái to này. Ok, lấy đi. Trời ơi, trời ơi. Đánh đi. Đông thế nhở? Ôi nhưng mà 3 giờ mới thắng vậy. Mình tưởng vừa nãy xong cái kia là thắng rồi nhở. Ui ui ui. Nhưng mà quả game này đến bây giờ cảm thấy đánh loạn vãi trưởng ấy. Lắm lúc mà không nhìn thấy con nhân vật mình đâu cơ. Ui lại con sói này. Hai con luôn. Gì vậy trời? Hẳn hai con luôn á. Giết chúng nó, giết chúng nó. Giết chúng nó. Giật chúng nó đi. Cast speed mana spell cộng 12% đam và burst. Ok. Đánh chúng nó, giết chúng nó. Đánh chúng nó đi. Ui dã man tàn bạo đấy. Ui ui ui. Ui mất máu, mất máu. Ui nghe tiếng sound effect của bọn này nghe kinh khủng vãi. Giật đi, giật đi. 8 phút rồi. Từ nãy giờ mình 8 phút rồi, từ cái lúc mà qua cái chặng đường 20 ấy. Ôi còn lại quái to này. Ai ơi mất máu, mất máu. Giới hạn map, giới hạn map, tôi chạy xuống, chạy xuống. Đồng thế, đồng thế. Lên level cấp đỏ này. Cái gì đây? Siêu à, cái này siêu. Còn cái này là Demon of Eternal Bird. Thử lấy cái này xem nào. Ui, bắn cái gì vậy? Bắn cái gì mà nhìn ghê vậy? Ui, nhìn ghê dã man luôn kìa. Ui, 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 ui. Đỉnh cao, đỉnh cao, đỉnh cao. Ui, 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 ui. Thích dã man ạ. Ui giật, ui giật. Ui giời ơi, xét giật kìa. Ui may mà cái game này đồ họa pixel ấy. Cái này mà đồ họa kiểu ấy thì ok thì bây giờ nó vỡ hình hết rồi. Nhưng mà được cái con game này nhiều quái ra nó không bị giật nhở. Không nhiều, không kiểu như Protetto. Protetto mà nhiều quái ra nhiều thứ này giật chắc rồi. Ui, lại lên level này. Xem nào. Cái này đam cộng thêm này. Cái này spell have 10 chain, đam ship đam ok. Tốc này, tốc độ di chuyển thôi. Lấy thêm cái này đi. Ui, ui, đông thế, đông thế. Đông thế. Vừa vừa thôi, vừa vừa thôi. Đông quá, đông quá. Ui, con ghê này, con ghê này. Giết con ghê này, giết con ghê này đã. Giết, 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 giết. Ui, đồng thế nhở. Đồng dã man đấy. Ui, sẽ giết, ui, giết. Bắn đạn nữa. Ôi, lại con đá này. Ôi, như kiểu đang chơi kiểu vòng lặp ấy nhở. Vừa nãy giết hết con này rồi. Không sao, anh clear lại chúng mày một lần nữa được. Giật hết, giật đi, giật đi, giật đi. Giật đi, ôi ôi ôi, mất máu, mất máu, mất máu. Ui, 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 ui. Dưới này thoáng thế, dưới này thoáng thế. Ôi, lại boss kìa, lại boss kìa. Ồ, lên level đây. Mana, crit, explosion, hit, explosion.
mana đi. Xả đạn đã, xả đạn đã. Ui, bọn này giờ trâu nhỉ, bọn này giờ trâu vừa nãy bao nhiêu rồi đấy. Bắn mãi không chết này. Ui, boss này. Đây là con kiểu con quái to thôi chứ chưa phải boss. Ôi sồi, clear kìa. Nó dồn một phát nó giật kìa. Bọn quái đi hết một lượt. Nghe sướng quá trưởng. Ui sồi giật kìa. Một phát là bọn này đi hết luôn ạ. À, sao có mấy con game này nhỏ bé nữa tí này. Ảo thật đấy. Ôi lại có cái trụ bắn rồi. Trụ bắn thì khó chịu lắm. Giết ra nhiều con quái. Ôi giết 500, 400 đấy. Bao nhiêu con quái thì bọn này nó mới, con cái trụ nó mới bị biến mất kìa. Ôi nhưng mà đông quá, đông quá. Ôi đồng thế, đồng thế. Mất nhiều máu quá. Cứu, cứu, cứu. Cứu, 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 cứu. Đông thế nhở. Bọn này nó đông dã man. Bên này có hòm à, bên này có hòm, bên này có hòm. Sang bên này xem nào. Bên này mình thấy mũi tên vàng này, chắc là có hòm này. Ui. Đông thế này, sang bên này em rồi mà vẫn vẫn đông này. Sao mũi tên thì kéo xa thế chở. Bên này mình đã sang lần nào đâu mà sao lại có cái mũi tên ở bên này nhỉ. À hòm đây, hòm đây. Nào xem được cái gì nào. Đam multi again, đam demon 50%. Lấy thử đam xem nào. Úi xồi ôi, còn một cái hòm nữa, còn một cái hòm nữa. Base down thời gian, ok. Đấy, bây giờ lại quay lại chỗ kia. Lại gain này. Mấy con gain này giờ nhỏ thế nhở. Ái, mất máu. Mấy con chó chạy nhanh quá. Lên level này. Knockback. Ai ôi, kéo mình chết mất thôi. Quả nó lao vào mình nhanh quá. Không kịp né luôn. Khó quá, khó quá. Ui ui ui, giết bọn này khó thế nhở. Đông dã man ạ. Ai ôi, mất máu, mất máu. 19 phút. Ủa thế bao giờ mới xong vậy? 20 phút rồi. Lâu thế. Ủa bởi đồng thế, đồng thế, đồng thế. Đồng thế, đồng thế. Không những đông mà còn trâu nữa. Ui, lắm con boss thế nhở. Tốc độ này, đam này. Ồ, cái này là spawn thêm 1 à. Ờ, cái này được đây. Lấy một cái này nữa. Ai ôi, gần chết ạ. Là thật, là thật. Lắm con game thế. Ô, đây rồi, stake complete đây rồi. Thế là thắng đúng không? Stake complete rồi mà. Lấy thử thêm cái này đi. Thế là thắng đúng không? Mình vừa thấy chữ là stake complete mà. Ôi giời ơi. Tổng cộng kìa 108.000 điểm. Còn cái kia là second là 2.458 giây à? Hay là bao nhiêu ấy nhỉ? Level 44. Demon Slain 11.000. Ui. Của game mình bá đạo thật. Nhưng mà set các bạn nhìn đam set. Mấy cái set này đam nhiều thế. Một cái 4 triệu đam, một cái thì 3 triệu đam.
Còn mấy cái này thì bình thường. Ok. Nói chung là quả game này chơi thì cũng kiểu thú vị ra phết. Nó kiểu giống Protito, giống Vampire Survival. Thực ra nó giống Vampire Survival hơn. Nhưng mà cảm giác đồ họa của nó nhìn kinh khủng thật. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy con game này hay thì hãy để lại xuống phần comment để mình biết, để có thể làm những tập tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, see you again later.